Kinh Đại Hội Mahasamaya Suttanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú tại Bồ Lạc Saka, Thích Ca, thành Kapilavatthu, Ca Tỳ La Vệ, ở Đại Lâm, Mahavana, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Tất cả đều là bậc A-la-hán và chư thiên ở mười phương thế giới, phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Lúc bấy giờ, bốn vị tịnh cư thiên Suddhavasa suy nghĩ như sau: Thế Tôn nay trú tại Bồ Lạc Saka, thành Kapilavatthu, ở Đại Lâm, cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị, tất cả đều là bậc A-la-hán và chư thiên ở mười phương thế giới, phần lớn cũng thường tập hội để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Vậy chúng ta hãy đến tại chỗ Thế Tôn ở. Khi đến xong, mỗi chúng ta sẽ đọc một bài kệ dâng lên Thế Tôn. Rồi chư thiên ấy nhanh như nhà lực sĩ duỗi cánh tay co lại, hay co cánh tay duỗi ra, biến mất từ tình cư thiên và hiện ra trước mặt Thế Tôn. Chư thiên ấy đảnh lại Thế Tôn và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, một vị thiên đọc bài kệ trước Thế Tôn. Đại hội tại Đại Lâm, chư thiên đồng tụ tập, chúng con đến pháp hội đảnh lễ chúng bất thắng. Rồi một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Tại đây chúng tỷ kheo thiền định tâm chánh trực, như chủ xe nắm cương, bậc trí hộ các căn. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Như khóa gãy chốt tháo, cửa trụ bị đào lên, sống thanh tịnh có mắt, như voi khéo điều phục. Lại một vị thiên khác cũng đọc lên một bài kệ trước Thế Tôn. Những ai quy y Phật sẽ không đọa ác thú, sau khi bỏ thân người sẽ sanh làm chư thiên. Rồi Thế Tôn nói với các vị tỷ kheo: Này các vị tỷ kheo, phần lớn chư thiên mười phương thế giới tụ họp để chiêm ngưỡng Thế Tôn và chúng tỷ kheo. Này các tỷ kheo, những vị nào trong thời quá khứ đã là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, những vị này được một thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như ta hiện nay vậy. Này các tỷ kheo, những vị nào trong thời vị lai sẽ là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, những vị này cũng sẽ được một thiên chúng tối thắng tụ hội xung quanh, như ta hiện nay vậy. Này các tỷ kheo, ta sẽ tuyên bố danh tánh của chư thiên. Này các tỷ kheo, ta sẽ cáo tri danh tánh của chư thiên. Này các tỷ kheo, ta sẽ thuyết giảng danh tánh của chư thiên. Hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ giảng. Xin dâng bạch Thế Tôn. Tỷ kheo ấy dâng lời Thế Tôn. Thế Tôn giảng như sau: Bài kệ ta sẽ giảng. Chư thiên trú thiên giới, những vị trú hang núi, tâm tịnh an thiền định, như sư tử tuy nằm làm hoảng sợ quần sanh, tâm tư thuần tịnh bạch, trong sáng không cấu quế. Biết hơn 500 vị họp tại Ca Tỳ La, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Các tỷ kheo hãy xem, chư thiên chúng đến gần, nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng nhiệt tình xem. Và hiện ra trước chúng, thấy rõ hàng phi nhân. Kẻ thấy trăm thiên thần, ngàn thần và hơn nữa, kẻ thấy 70.000, toàn các bậc phi nhân, kẻ thấy vô lượng vị cùng khắp mọi phương hướng, với pháp giảng thấy rõ và phân biệt tất cả, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Các tỷ kheo hãy xem, chư thiên chúng đến gần, ta sẽ theo thứ lớp thuyết kệ cho người nghe. 7.000 loại dạ xoa trú tại Ca Tỳ La, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 6.000 từ tuyết sơn dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 3.000 từ sa ta dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Như vậy 16.000 dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng,
hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 500 từ vê sa dạ xoa đủ sắc mặt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Kumbhira dương xá trú tại vê bu la, hơn 100,000 dạ xoa hầu hạ dây xung quanh. Kumbhira dương xá cũng đến họp rừng này. Vua Dhatarattha trị quốc Thiên Dương, trị vì tại phương Đông, chúa tể Càn Thác Bà, bậc đại dương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Quốc dương Viruha tăng trưởng Thiên Dương, trị vì tại phương Nam, chúa tể Cư Bàn Trà Kumbhara, bậc đại dương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Vua Virubhaka quản mục Thiên Dương, trị vì tại phương Tây, chúa tể loài Naga, bậc đại dương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Quốc dương Kuvera Đa Giang Thiên Dương, trị vì tại phương Bắc, chúa tể loài Dạ Xoa, bậc đại dương danh tiếng. Vị này có nhiều con, đại lực tên Inda, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Trì quốc dương phương Đông tăng trưởng dương phương Nam, quản mục dương phương Tây, Đa Giang dương phương Bắc, bốn bậc đại dương này khắp cả bốn phương trời cùng đứng chói hào quang khắp rừng Ca Tỳ La. Cũng đến các bộ hạ giả dối và xảo quyệt Maya, Kutendu, Vetendu, Vitu, Vitutka, Kandana, Kamasetha, Kinu Gandu, Nigandu, chính vị đến Banada, Obamana, Matali, người đánh xe chư thiên, Càn Thác Bà, Sitasena, Yunala, Janesapa, Bankashika, Timbaru, Suri, Javadkasa cũng đến. Như vậy cả vua chúa cùng với Càn Thác Bà hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Từ Nabasa, Vesali, Tachaka, các Naga cũng đến. Kambala, Asatara, Bayaga cũng đến với quyến thuộc. Các Naga có danh tiếng Dhatarattha và Yamuna cũng đến. Airavana, Long Dương cũng đến tại ngôi rừng. Những thiên điểu nhị sanh với cặp mắt thanh tịnh mãnh liệt chống Long Dương nay bay đến ngôi rừng, tên chúng là Sitra và tên Subanna. Long Dương không sợ hãi, nhờ ơn Phật an toàn, với những lời nhẹ nhàng chúng tự khuyên bảo nhau. Naga, Subanna, Kim Sĩ Điểu đều đến quy y Phật. Asura ở biển bị xét kim cang thủ, anh của Vasava, có thần lực danh xưng Kala Kanya, dị hình Tula. Dana Vegasa, Vebasiti cùng với Susiti, với Baharada, ác quỷ Namusi, cùng con của Bali đặt tên Veroka, quy động toàn quân lực dâng cho vị thủ lãnh. Rahu nói mong thay pháp hội được an toàn, phó hội chúng tỷ kheo đều đến tại rừng này. Thần nước, đất, lửa, gió cũng đến Varuna. Giới thủy tộc Soma, cả Yasa cũng đến. Chư thiên từ bi sanh có danh xưng cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Venhu, Sahali, Asama, Yama, chư thiên thuộc nguyệt tộc, vị thủ lãnh cũng đến. Chư thiên thuộc nhật tộc, dân thần tên Manda, quần tinh vị thủ lãnh Vasava, Vasu, thần Saka cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang,
có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Sahavu cũng đến với đầu lửa đỏ rực. Arithaka Roja như bông hoa Umma, Varuna Sahadama, Akuta Anejaka, Yolaya Rusira. Vasa Vanesi cũng đến, mười vị thí tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Samana Mahasamana, Manusa Manusuttama, Khida Vadusika, Mano Vadusika, Harayo Lohita Vasino, Baraka Maha Baraka, có danh xưng cũng đến. Mười vị thí tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Sukha Kadumha, Aruna Veganasa, Odata Geha, Vika Kana cũng đến. Sadamata Haragaya, Misaka có danh xưng cũng đến. Bajuna thần xét làm mưa khắp mọi phương, mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến rừng này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. Khemiya Tusita Yama, danh xưng Kathaka, Lambitaka thủ lãnh các Lama, Jyoti Nama Asava tha quá tự tại thiên, quá lạc thiên cũng đến. Mười vị thiên tộc này dung mạo thật dị biệt, có thần lực hào quang, có sắc tướng danh xưng, hoan hỷ đến trường này chiêm ngưỡng chúng tỷ kheo. 60 thiên chúng này với diện mạo dị biệt, theo danh tộc chúng đến, cùng nhiều vị khác nữa, nói rằng sanh đã tận, then cài không còn nữa, bọc lưu đã vượt qua, đã thành bậc vô lậu. Chúng con thấy vị ấy như voi vượt bọc lưu, như trăng thoát mây tối. Surama Paramata, con các vị thần lực. Sunam Kumara Tissa, đến hồi tại ngôi rừng, đài Phạm Thiên chúa tể ngự trị ngàn phàm giới, thác sanh có hào quang, dị hình có danh xưng, mười đấng tự tài đến ngự trị mỗi mỗi cõi. Giữa vị này Harita cũng đến với độ chúng. Tất cả đều cùng đến với Inda Phạm Thiên. Ma quân cũng tiến đến xem hắc quỷ ngu si, hãy đến và bắt trói những ai bị tham triền, hãy bao vây bốn phía chớ để ai thoát ly. Như vậy đại tướng quân truyền lệnh đoàn hắc quỷ với bàn tay vỗ đất, tiếng dội gian khiếp đảm như trong cơn giông tố, sấm chớp và mưa rào. Nó liền thổi quân lui, phẫn nộ nhưng bất lực. Với pháp nhãn thấy rõ và phân biệt tất cả, bậc đạo sư thuyết giảng, chúng đệ tử thích nghe. Ma quân đã tiến đến, tỷ kheo hãy biết chúng. Nghe lời dạy Đức Phật, đại chúng tâm nhiệt tình, kẻ thù đã bỏ đi. Sa vô tham vô quý, tất cả đều chiến thắng, vô quý và vô xưng. Đệ tử những vị này danh xưng tâm quan hỷ. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website www.diệupháp.net.